Rồi, đầu tiên em lên hai con giấy clip nha mọi người. Đây, đẹp ken luôn nha. Đây là màn hình gập người Samsung Galaxy Z Flip 3 nha. Đó, 10.800 nè, con màu tím nè. Con này thì còn siêu viền. Người không? Còn siêu viền đầy đủ nè. Đó, máy đẹp ken nha. Có bảo hành tháng 12 2022 rồi. Samsung Galaxy Z Flip 3. Đó, một con màu tím với một con màu xanh luôn rồi. Một con màu tím, một con màu xanh nha. Con này thì có hơi phải phải xíu ngoài cái lưng nè. Như cái này lưng hơi dán à. Cái lưng này có dán không ta? À, cái lưng này không có dán, nó hơi chạy nhẹ mọi người. Đó, có sao bỏ vậy nha. Cũng là 10.800, bảo hành đến 30 tháng 10 2022. Với clip 3 thì chip á sẽ nó ra gần là 888 rồi. RAM sẽ là RAM 8GB, 128GB, bản chính hãng 2 SIM nha. Đó, còn bảo hành chính hãng rồi. Sườn con này thì còn siêu viền. Đây, sườn thì còn siêu viền nha. iPhone 11 thì em còn nha, màu tím nè, hai con mới về. Giá 7.600 nha mọi người. Đó. 10.800, giáo clip 3 chính hãng 2 SIM, một con màu xanh và một con màu tím. Màu tím này đẹp hơn xíu mọi người. Đó, màu tím là bản 2 SIM luôn nha, chính hãng hết cho mọi người. Đây, 2 SIM, giáo clip 3 5G, RAM 8GB, 128GB, hai con đều 128GB. Màn hình trước thì có thêm cái màn hình mọi người, có thể chụp hình được luôn nha. Đó, mọi người thấy không, rất là đẹp. Rồi, 10.800 rồi, giáo clip 3. Con này bảo hành đến tháng 12, con kia bảo hành đến tháng 10. Đây, iPhone 12 mini có ai hết mẫu này không người? Bữa giờ mới được một con nè. Con này có hộp luôn, bản chính hãng Vena luôn nha. iPhone 12 mini, pin còn 97 nè người. Đó, pin 97 nha. Đây, để vô phần cài đặt cho mọi người xem. Mặt kính này đã có dán cường lực rồi nha người. Mặt kính này có dán cường lực rồi nha. Bezel, em còn Bezel 4 nha người. Con này bản Vena chính hãng nè. 64GB quốc tế nha. Ờ, máy thì máy khá là chất, con này còn rất là đẹp nha. Được không? Con này còn rất là đẹp nè. Đó, màu đen. Và giá bán con này sẽ là 8.800 nha. Đó, rồi. 11 Pro hả? 11 Pro em sáng lên một cây màu trắng cho bạn nha. Bạn Sáng Nguyễn ơi, em sẽ có một cây 11 Pro màu trắng mới về nè. Đó. 9.400, 64GB quốc tế rồi. 11 Pro nha. Pin sẽ còn là 95% luôn rồi. Pin còn 95% nha. Đó, con này màu trắng. Con này quốc tế Mỹ 64GB nha. Màu trắng thì mọi người có thể đánh bóng được rồi. Và con này con này không có dán. Giá bán là 9.400, 11 Pro 9.400 nha mọi người. Đó. 9.400 nha. Rồi. Tiếp theo sẽ là đây, Note 20 Ultra sẽ mới quay đi. Đó, Note 20 Ultra nè, 10.200, giá hôm nay giảm nha mọi người. Đó, Note 20 Ultra 10.200. Con này sẽ bản 5G rồi. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G nha. Đó. Ultra 5G nè. Pin á là 4500 mAh rồi. RAM 12GB. Bộ nhớ sẽ là 256GB. Tất nhiên dòng nó sẽ có thêm cái bút nè. Đó. Dòng nó có thêm cái bút nè mọi người. Ok chưa? Chip Snapdragon nó gần á là 865, màn hình á kích thước là 6,9 inch. Tần số quét màn hình là 120Hz nha. Đó, camera thì 108MP. Con này thì có 3 màu nha mọi người. Đó, camera chính nè. Này chỉnh cái này full lên cho nhìn nó đẹp xíu rồi. Đó, camera chính nè. Bên em có giải góc nha mọi người. Đó. Góc rộng nè. F1 nè. Đó, F5 nè. Đó, zoom nè. Zoom khá là rõ nét nha. Con này thì zoom được 5x rồi. 50x nha. Đó, số 8 bự chà bá luôn. Rồi, con này bán giá hôm nay là còn 10.800 thôi. Note 20 Ultra 5G. Ngoài hình thì tầm khoảng 97-98, nói chung có chạy xước nhưng mà còn chấp nhận được, mà có cứng xước nhưng mà chấp nhận được nha. Đó, màu đồng. Tiếp theo sẽ là màu đen. Đây, màu đen nè. Đó, cuối cùng sẽ là màu trắng. Em có 3 màu nha, màu trắng. Rồi, tiếp theo sẽ là Redmi Note 11 Pro K40 Gaming nữa. K40 Gaming không biết em còn không ta, như em bán rồi. Tháo mua cho mình 5.8 rồi mà bán rồi. Redmi Note 11 Pro 4.800 rồi. Redmi Note 11 Pro 4.800 nha. Đây, có hộp sạc luôn. RAM 8GB. Bộ nhớ là 128GB. Đó, 4.800 rồi, cam 108MP. Đây. Hộp sạc nè. À, con này có hộp không có sạc nha mọi người. Này như khách lấy là sạc rồi. 4.800 nha. Redmi Note 11 Pro 4.800. Rồi, lên tiếp mẫu khác nha mọi người. Z Fold 2 còn hàng không? Em còn nha.
Với Fold 2 thì 13.800, con này bản hàng nha mọi người. Em có hai màu nha. Đây màu đen nè, đó. Còn đây màu đồng nè. 13.800 bản hàng. Đó, hai con. Màn hình gập hết nha. 13.800, bên em có bán trả góp nha mọi người. Rồi. Với Fold 3 em cũng có luôn nha. Với Fold 3 thì bản chính hãng 19.600, hóa bảo hành, máy đẹp keng. Rồi với Fold 3. Hai con màu đen nha mọi người. 19.600, máy đẹp keng. Đó, siêu diện lưng vẫn còn nha mọi người. Chân sạc thì còn máy tinh nè. Ok chưa? 19.600 nha, với Fold 3. Hai sim rồi, một eSIM, một sim lý, RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB nha. Đó, với Fold 3. 19.600, XG lên giỏ 13 không anh, em hết hàng rồi nha. 11 Pro Max em có nha mọi người. 11 Pro Max thì 12.300 nè. Pin là 100%. Còn 11.800 thì pin 8X rồi. Đây. Con này có dán cường lực. Đây pin nè. Pin 2 rồi nha. Quốc tế 64GB. Giá bán là 12.300 rồi. 7.98 à. 12.300. Có màu 256GB nữa nè. Đây 256GB nè. 256GB pin 8 là màu trắng 13.800. Pin 87 là 13.800, màu vàng đó. Ai qua trước hay lựa trước. Đâu, vô một con cho mọi người xem nha. Đây, vô một con cho mọi người xem. Pin 85 pin zin. Quốc tế Mỹ 64GB, à 256GB. Dung lượng là 256GB nha. 13.800 rồi. 11 Pro Max 256GB. Rồi, F19T em không có luôn. iPhone Deep Max pin 91%, 8.3. Đó. 8.3 mọi người. Đây. 64GB pin 91 mã Mỹ nha. 8.3. 8.3 mọi người. Ok chưa? 9798. K20 Pro em hết hàng rồi. Đây S21 Ultra nè, anh Sĩ Quỳnh đây, S21 Ultra nè, bản chính hãng 2 sim 12.500 nha. Bản chính hãng 2 sim rồi. Đó. Như phần cài đặt đó ta. À đây. Đây Galaxy S21 Ultra 5G. Còn sẽ là RAM 12GB, bộ 128GB màu đen nha. Màu đen mọi người. 12.500. Rồi tiếp theo sẽ là iPhone 8 nút 5.3. À, iPhone 8 nút 256GB 5.3 nha. Đây. Còn này phiên bản 256GB. Đây, pin là 100%, con này pin 2 rồi nha mọi người. Bên em có sao báo vậy nha. Đây quốc tế Mỹ nè, 256GB nè, ba quốc tế chứng chỉ cho người xài. Con này thì màu trắng rồi. 5.3 phiên bản là 256GB. 5.3 rồi. Giá clip 10.800 anh ơi. Giá clip 10.800 nha. Giá clip 3 rồi. Redmi Note 8 Pro. Con này chip Helio G90T cũng ngay chip Snapdragon 730 rồi. Đó, 910 với Snapdragon 730 nha. Con này thì cũng còn khá là tốt rồi. Đó, RAM 6GB, bộ nhớ 64GB nha. Và giá bán là 2.550.000. Đó. Và con này còn rất là đẹp rồi. Cái sườn còn rất là mới nha. Cái sườn còn rất là mới rồi. Có camera góc rộng luôn. Pin là 4.000. Rồi, iPhone 11 nãy có bạn nào hỏi nè. Đây anh Phi Hùng. Anh Phi Hùng ở iPhone 11 nè, pin 85 nè. 7.6 nè, 64GB, màu tím. Để cho người xem, màu tím nha. Pin là pin zin, con nào pin 2 sẽ nó pin 2. Con này pin zin nha mọi người. Đó. iPhone 1 con này bản hàng nha. Ủa con này 128GB rồi, con này ghi nhầm mọi người. Con nó nhầm nha. Đó báo sao. Đây con này pin 92 nè. Đó, pin 92 pin zin luôn nha. Con này 64GB bản hàng nè, đó. Giá bán là 7.950, pin 92. Còn pin 8X á là 7.7 mọi người, màu xanh pin em cũng có nha. Rồi. 12 Pro Max nè, của anh Nguyễn Đình Nam, anh có hỏi nè. 12 Pro Max của anh Nguyễn Đình Nam là em có 256GB và 128GB nha anh Nam ơi. Đây, em sẽ quay cho mọi người xem nha. Cái này là hàng mới về hết nha mọi người. Cái lô này hàng mới về hết nha. Tại vì em quay hàng mới về trước rồi mà em quay mấy cái cũ sao. Đó 12 Pro Max 256GB. Dung lượng là 256GB mọi người.
là quốc tế Mỹ nè, không giới hạn SIM là quốc tế nha. Con này màu đen, pin còn 88, giá bán là 18.800. 18.800 là 256 ghi nha. Con này có xước đây nè mọi người. Đó. Có sao báo vậy, 18.800. Và một con pin 88 18.300. Đó. Con này thì nó phải hơn xíu nha. Đó. 9798 nha mọi người, có phải hơn xíu. Rồi. 128 ghi nè. Rồi, 128 ghi nè. 128 ghi 17.300, 128 ghi nha, màu xanh. Em quay cho mọi người xem. Con này pin 88% luôn nha. Con này cũng là quốc tế Mỹ nè, 128 ghi nha, màu xanh. Đó. 17.300. Còn con này pin 95 á là 17.800 rồi. Đó, 17.800. 12 con mắt. S25G em còn một hồng. S25G em còn một hồng. Giá bán là 5.600, gam 12, 128 ghi chip là 865. Đó. Rồi tới Oppo. Ý thấy mấy em hết hàng rồi. Oppo A93 không rồi. Oppo A93 nè, gam 828 ghi nha, gam màn hình AMOLED có dương thay trong màn hình, giá bán là 3.300 nha mọi người. 12 gồm mắt trả trước nhiêu tiền vậy anh? Trả trước tầm khoảng 5 triệu nha. Rồi tầm khoảng 5 triệu rồi mọi người. Oppo F11 Go 2.7, con này gam 6 GB. Bộ nhớ sẽ là 64 GB. Con này cam ga hộp hồi nha mọi người. Đó, 2.7 nha. Rồi tiếp theo sẽ là LG gam 8 thì có LG Fairbest nha. Gam 828 GB 3.600. Và mọi người lưu ý nè, mọi người cần giao dịch thì lưu ý giúp em. Bên em thì chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng là Hà Quốc Minh, Vietcombank 97168 5 con số 9 nha. Mọi số tài khoản khác là lừa đảo người. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối nha. Số điện thoại là 077 469 683, 0703 747 4414. Bên em thì có hỗ trợ trả góp không cần trả trước, ship có toàn quốc cho xem hàng trước thanh toán, bảo hành 3 tháng 1-1, không bảo hành gây nước, cứng đốm và màn hình nha người. Rồi. Tiếp theo sẽ là 12 con mắt 512 GB em không có. 8 nút em còn 256 GB nha. 8 nút 256 GB. 5.3 pin 100% nha anh ơi. Đó, 5.3 pin 100%. Nhất phone 3 19.600, máy đẹp Ken. Bản 2 SIM. 12 mini giá bán là 8.8 nha anh ơi. Pin còn 97, mã Vena. Đó, 12 mini. Rồi nhất phone 2 nè. 13.800 có hai màu nha, bản hàng. Rồi, 13.800. Bản hàng, màn hình gạch nha mọi người. F10 bản Mỹ nha. 4.450, gam 828 GB. Chip sẵn là gần là 855 rồi. Đó. Note 2 Ultra bản Mỹ, em cũng có ba màu nha. Bản Mỹ sẽ là 11.800. Rồi, chip 865 và được 2 SIM. iPhone 11 inch nhỏ nha, 8.600 rồi. Pin 88 nha, có màu xanh với màu xanh gold nữa. Đó, 11 lên nhỏ. Note 2 Ultra 10.200 là bản hàng, 11.800 là bản Mỹ nha mọi người. Rồi tiếp theo sẽ là Note 10 bản Mỹ, 5.500 nha, gam 8 256 GB, chip 855. iPhone XS cũng hết hàng rồi nha mọi người. Tiếp theo là S10 Plus bản Mỹ, 5.350. Là bản Nhật chứ. Bản Nhật 5.350 mọi người. Chip 8558 luôn. Em còn ghép mang cái 6S Go không mọi người. 11.300 nha. F10e bản Mỹ 3.600 rồi, gam 628 GB, chip 855. 11 Pro Max 256 GB, 12.300, pin 87, 12.800, pin 89. Thì con này vỏ nó hơi xấu xíu rồi. Đó. Nó rẻ hơn được 1 triệu mấy nha. Anh ơi, S2 Ultra bao nhiêu hả? S2 Ultra thì đây, anh sẽ quay cho người xem. S2 Ultra sẽ là 7.550, gam 12 và bộ nhớ là 256 GB. Chip sẽ là gần là 865 nha. Con này phiên bản 5G. Đó. Là phiên bản 5G mọi người. Cam ga thì sơ 100X nha. Em có màu xám với màu đen. Màu xám với màu đen. Đây, LG Fairbest nè. 3.600, gam 828 GB. 3.600 nha.
XR thì hình như em hết hàng, XR hết hàng rồi. Rồi tiếp theo sẽ là Pixel 4 nè, 3.6 nha. 16 64 GB chip và 855. 12 ROM á. 17.300 P86 màu đen nữa nè. Note mùa lút bản bản hàng sẽ là 6.8 nha. Bản hàng là 6.8. Bản Mỹ sẽ là 6.9. Đã có màu đen với màu xanh đúng rồi. Bản Mỹ là 6.9. Bản Mỹ là chip 855, còn bản hàng là 2 SIM. Đó. Đây là Note 20 5G. Cái con này đang bán khá là chạy rồi. RAM 8 hoặc 256 GB chip sẽ gần là 8.5 LED nha. Đó. Note 20 5G có màu đồng nè. 6.450 màu đỏ nè. Còn màu xanh nè, xanh là bản chính hãng nha, 8.2. Chính hãng là 2 SIM á. 12 Pro 256 GB 15.300. Pin còn 85. 11 Pro Max 64 GB là 11.800 anh ơi. Đó, 11.800 nha. Anh bạn ngưng ơi, 11.800. Màu xanh. iPhone 13 mini 12.900 nha. Pin 8828 GB. Đó. S20 Ultra có bản một SIM 5G thôi anh Nam ơi. Đây là ITS tên nhỏ nha, 7.1 là pin 100%, còn pin 8 máy á sẽ là 6.8. Tiếp mắt màn lưu ảnh 5.8 rồi. 12 mini 8.8 full box nha bạn ơi. 12 mini 8.8 full box. Đây. Pin còn 97. 64 GB bản chính hãng Vena. S22 em hết hàng rồi nha. 11 Pro 26 GB nè, 15.300. Đó. 26 GB 15.300. iPhone 8 Plus màu đen 4.8, pin 100%. 64 GB. Nhắc tên nhỏ cũng có màu vàng rồi. iPhone 1 pin 100%, 7.950, 64 GB nha, màu đen. 13 15.500 luôn mọi người, 128 GB nha. iPhone SE 4.150, 128 GB. Còn iPhone 8 là 3.350. Samsung A50 2.1 nha, 1464 GB mọi người. Này có vân tay trong màn hình. Oppo Reno 6 5G 5.9 nha. Lasat 4 mọi người 7.9. Note 10 bản Mỹ bán giá là 5.500 nha mọi người. A5s 5G 5.350, bảo hành tháng 4, chip là 778. S21 FE 5G 7.9 rồi. Bản hạt SIM LG V50 em hết hàng rồi nha anh ơi. Anh Nguyễn Minh Tâm. S21 FE 5G 5.6, bản hàng chip 8.5. Redmi 6 Pro 11.300 nha. M33 5G 6.9. OnLoot 9G em không có hàng rồi anh ơi, anh Đức Nguyễn ơi. A53 5G 5.5, con này vỏ hơi chày. Còn vỏ đẹp thì 5.9 nha. Đó. S21 Ultra 12.500 mọi người. S20 FE 6.1, RAM 8 256 GB. Còn bản hàng sẽ là RAM 12 256 GB 12.900. S21 Ultra nha. A53 5G 5.9 luôn. S10 bản Mỹ 4.9 nha, RAM 8 128 GB. SE khác với iPhone 8 gì vậy anh? Nó khác nhiều lắm, hai SIM nè. Với Oppo A13 Bionic là trên iPhone 11. Nó khác về cấu hình. Với được 2 SIM mà giá thì cũng ngang ngang nhau thôi. S21 Plus 9.2, bản 2 SIM chính hãng. Oppo Reno 7 Pro 5G 11.900 nha. Oppo A95 3.850. S21 FE 7.3 rồi. 13 của mắt em chưa có hàng nha. Ghép Mi Note 10 Pro 3.950. Samsung A53 5G 7.350, bảo hành là tháng 6 nha. Samsung A50 2.1 rồi. Samsung A32s RAM 628 GB, màn hình 90Hz nha. Pin là 5000. Giá bán là 3.6, có vân tay trong màn hình luôn, 2 SIM chính hãng. iPhone 1 giá bán là 7.7 nha bạn Chí Hiện. Oppo Reno 4G 4.750.
Oppo Reno 6Z 5G 4,5 triệu full box. A50s 2,4 triệu. Vivo V23e 3,5 triệu. Note 2 Ultra lên rồi. Note 2 Ultra thì có 3 màu. 10 triệu 200 là bản hàng. RAM 12 26, ghi chip là 865. Còn bản Mỹ là 11,500. À 11,800 rồi. Oppo A53 2,3 triệu nha. Redmi 9 1,6 triệu, RAM 464 GB. Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 11 Lite 4,8 triệu, chip 778 rồi. 11 Pro 9,4 triệu, còn cái màu trắng nha. Reno 7 5G 6,950. Oppo A9 2,650, pin 5000. A5s 5G con này RAM 8 26 GB, 5,650. Samsung A12 2,8 triệu, RAM 628 GB, pin 5000 luôn. K30 5G nha, 3,150. Chip 765G, có hỗ trợ 5G, màn hình 120Hz. Oppo A55 5,750 nha. 11 gồm còn cái màu trắng nha. Giá bán là 9,4 triệu. Và còn cái màu trắng 9,4 triệu, 64 GB. Oppo A55 2,750 báo rồi. Mi 11T RAM 828 GB, 5,750. Chip Dimensity 1200. Vivo Y33S nha, 3,850. 11 Pro Max 11,800 anh ơi. Anh Phong ơi. Này 11T báo rồi. 11T 26 GB, 6,050. Redmi 10 3,250, 1,628 GB nha. Địa chỉ của anh là 43 Hồ Hành Biên, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh rồi. Mi 10 Ultra 8,2 triệu. Mi 11 7,8 triệu rồi. Chip 888 nha. Redmi Note 10 5G. Redmi Note 10 Pro 4,350. K40 Pro rồi, chip 888. 6,8 triệu. Oppo A92 3,2 triệu. 12 Pro Max thì tầm 17,300, 128 thôi nha. S2 Ultra thì bán giá là 7,550 mọi người. Master Phương Hương. A5s 5G 5,150. Redmi 9T chip sản xuất gần 730 rồi, 2,8 triệu nha. Vivo Y72 3,4 triệu. Redmi Note 6 Pro 11,900 lưng trong. Pixel 4 3,6 triệu. S22 hết hàng rồi. LG V40 2,750. Em còn bán hàng thôi nha. S2 Ultra Mi 1 Lite 5G 4,8 triệu. Còn là 4G 3,750. Mi 1 Lite nha mọi người. Note 10 Lite 4,1 triệu. Mi 1 i chip sản gần 7 a à, chip sản gần 88 rồi, 7,3 triệu. Redmi 10 2,9. Oppo Face 2 6,9 nha. Ok, hôm nay bên em có như đây thôi. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của nha mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.